Ok, hello hello, xin thân mến chào tất cả anh em nhá. Tiếp tục hôm nay là video mình đi đóng cọc tiếp địa đây. Chào anh em nhá. Ở video này sẽ là video tiếp theo khi mà mình chuyển máy về đây và làm cái công trình là đóng cái thanh tiếp địa màu bạc này. Tức là cái này người ta đã mạ bằng dạng như kiểu mạ inox ấy bác, để cho nó khỏi bị gì gì ấy. Cái thanh tiếp địa là nó chôn ở dưới đất mà. Thế mà sắt bình thường, sắt vê bình thường là nó sẽ bị gì gì. Thì mình sẽ đào giật lùi anh em nhé. Đó, thì đây là có một thanh rồi thì mình sẽ đóng cái thanh này xong sau đó đào giật lùi ạ. Cái này thì ép được đến đâu thì ép, còn lại là người ta sẽ dùng máy đầm để người ta đầm anh em nhé. Đầm như thế này là căng rồi này. À, nó vẫn xuống được. Để cho nó xuống thêm tí nữa. Đó. Cái này nó sâu hơn mặt đất khoảng 80 phân anh em nhé. Thì bây giờ mình sẽ moi đi theo và đi cứ cách khoảng độ 3-4 mét là mình lại có một cọc. Đó. Ok. Cứ 3-4 mét lại có một cọc, xong lát nữa lại lấp đất giả lại cho họ. Thì cái này mình phải móc ra bên ngoài này để cho cái lượng đất của nó ấy, nó sẽ không bị rơi xuống cái phần cái đất này, nó không bị rơi xuống đây và không bị mắc vào cái dây điện anh em nhé. Ở dưới này có một đường ống chờ màu cam, tức là chờ để sau này khi mà đất nó khi mà mình đi đào lỗ cột điện ấy là sẽ có cái đường ống đó, thì mình sẽ nối dây vào cái lỗ cột điện. Nhưng mà cái này thì đến cái công đoạn là mình chỉ làm cái đường dây này để làm cái dây này riêng. Xong sau đó là lát nữa thì các bác ấy sẽ dùng cái máy hàn, nó hàn cái thanh tiếp địa của đó lại. Phân so với mặt đất. Để các bác ấy sẽ mang một thanh nữa vào đây để đóng ở chỗ này. Rồi đi đâu hết rồi. Trốn hết rồi các bác. Đó, bây giờ sẽ cho cái thanh vê đó xuống để ép. Đấy, chờ các bác ấy cầm lấy đã. Sát vào. Vào nữa đi, vào đằng kia nữa đi. Không ra đây nó lại gần cột quá. Xuống anh em. Đó, nó thấp ở dưới này được là ok này.
ẩn ở dưới đó thì ok luôn. Và chỗ này thì nó hơi bụi một chút. Thank you.
xa thế. Đi đồng nữa.